Lương. Ờ. Có ai vậy? Phi gia tuyển người mới để phụ chị. À không phải, là lại tuyển. Người thứ năm. Ừ. Người đâu? Không biết đâu mất tiêu rồi. Ê, cổ kìa. Áo khoác này của tôi. Xin chào, em tên Lưu Diễm. Sao thấy quen vậy? Bị cục trưởng gọi cô là đồ ngốc phải không? Mới đi đâu vậy? Sao không ngồi đây đợi tôi? Tại sao không chủ động tìm tôi? Kiếm người lấy số của tôi cũng không biết. Chị Giang Nghi, khoan lúc đã. Nãy em đi lấy tin ở Trà Quả Lĩnh có một vụ khiếu nại tiếng ồn cho khoan nên em đã. Tôi tên Trương Giang Nghiên, không phải chị Giang Nghiên. Ai kêu cô theo vụ này vậy? Ivan. Cô chân ướt chân ráo bị người ta gạt tôi có thể hiểu, nhưng bản thân cô có khả năng phân tích mà. Khiếu nại tiếng ồn có đáng theo hay không? Có phải nên dùng kiến thức phóng viên suy nghĩ không? Thật ra tin tức không phân biệt lớn nhỏ, không theo thử làm sao biết có đáng hay không. Tin tức nhỏ máy chỉ cần tìm đúng hướng cũng có thể có tin tức đáng để đưa, có thể ảnh hưởng đến xã hội. Biết cãi lại, ok. Chia sẻ đi. Cô tìm được thông tin gì về đây? Có hướng đi nào ghê gớm vậy? Lúc nãy em tới hiện trường tìm được một người khiếu nại, thì ra phát ra tiếng ồn là chú hai trung niên ở nhà kế bên. Chị có biết là ai không? Là chú Tư Giác, người nổi tiếng trên mạng đó. Vụ này không phải tình dịch đâu. Ê, ngày ê, nào cũng là ở đây chỗ của tôi để phá tôi hay chính sao? Chính là ổng. Hả? Tôi làm ồn có hồi nào? Cô cảm thấy vậy là tin tức sao? Kiểu độc thoại một mình của ổng nhiều người coi lắm. Rồi sau đó? Tiếng ồn ở đâu cũng có, mạng xã hội kiểu này đâu đâu cũng có, làm sao đáng để người ta đưa tin chứ? Em cảm thấy dục ổng dẫn dắt vấn đề sức khỏe tinh thần rất hữu hiệu. Bước 2 có thể nói... Cô có gặp đương sự không? Chưa có cơ hội gặp ổng, nhưng chính ta em nghe được tiếng ồn của ổng. Cô có gặp đương sự không? Có phỏng vấn bác sĩ không? Bệnh tâm thần này là do cô tự đặt ra, không thể loại trừ ổng có bệnh hay không. Chỉ vì muốn quay phim lừa lượt truy cập nên làm những chuyện quái dị này. Bởi vì từ đầu cô đã xác định lập trường. Làm như vậy không phải là tin tức, là nhào nặng. Buổi gặp mặt, buổi họp báo không biết phân. Một câu chuyện nên làm thế nào cũng không biết. Đáng bị người ta gọi là đồ ngốc. Em không cảm thấy góc độ của em có vấn đề. Tự hiểu gì? Giờ đây. Giả bộ bệnh lừa ngày phép, muốn qua mặt tôi sao? Cô là người nắm quyền thứ hai trong nhóm họ Giang, cô đừng giả bộ không biết. Giấy bác sĩ em sẽ bù lại cho anh. Anh có gì cứ hỏi bác sĩ đi. Giờ anh hỏi em cũng không biết. Chơi trình tự chơi quy định, cô chơi không lại tôi đâu. Làm động tác giả cô thua chắc rồi. Nếu anh có cách, anh đã làm từ lâu rồi. Cần gì lôi phụ nữ như tôi ra trút giận chứ? Không phải do cô là phụ nữ, mà do tôi là cấp trên của cô. Anh dữ quá. Đã diễn phải diễn cho trót chứ. Không phải, vụ này thật sự đáng theo lắm. Chị nghĩ coi, mặc kệ ổng không chừng ổng sẽ là quả bom hẹn giờ của khu đó, có thể ảnh hưởng nhiều người. Chúng ta là người làm tin tức, cần phải đánh thức người dân quan tâm hơn về bệnh tâm thần. Dùng sinh mạng ảnh hưởng sinh mạng. Không tiếp thu ý kiến, suy nghĩ sai là nông nổi. Cô làm ơn suy nghĩ kỹ chuyện này làm như thế nào, sau đó nghiêm túc bắt tay làm việc cho tôi thấy cô có tin tức thực tế gì. Đừng đứng đây nói chuyện quan đường. Nói đạo lý cao thượng, ai mà không biết. Làm không được, cầm cái này đi gặp Phi Gia, có thể cuốn quá đi được. Vậy đi. Làm được. Bây giờ lập tức làm. Bình thường chuyện lớn hay nhỏ gì chị Men đều nói cho em biết. Nhưng lần này chỉ đụng xe, em nghi ngờ chị có kế hoạch B. Em theo cổ bấy lâu, có lẽ cũng biết rõ. Cổ lập kế hoạch B, lập tới bất tận mà. Nhưng mà giá nào cô cũng không ngờ, người thân nhất bên cạnh của cổ thì ra là người của anh. Đành vậy. Nhưng dù sao em cũng thấy lo. Với tính cách của chị Men, chị nhất định không đơn giản là giả bệnh.
Có lẽ chị muốn làm tê liệt toàn bộ phòng truyền hình, thể hiện sự tồn tại của chị. Chúng ta không thể để chị đắc thắng. Chỉ cần giải quyết Văn Tuệ Tâm, em sẽ không cần theo cổ nữa, không cần sợ tới bệnh. Đến lúc đó giờ vàng mỗi tối đều là của em. Có em ở đây, anh cứ yên tâm làm đi. Em nói đi, nếu không có em, anh tính sao đây? Vậy tối nay tới chỗ anh ăn mừng. Ăn mừng thì ngày gì đợi thêm vài hôm. Tới giờ rồi. Nè, muốn chúng tôi dừng lại hả? Anh biết điều kiện là gì mà? Nguy hiểm tôi hả? Không thích hả? Không thích thì từ từ suy nghĩ. Nghĩ tới tối nay luôn đi.